phượng, cô Cát không cần và sẽ không bao giờ cần làm kẻ đáng thương trong mắt Kiều Minh Tuấn. Chưa bao giờ và chưa khi nào, nữ diễn viên cá tính, bà mẹ đơn thân mạnh mẽ Cát Phượng lại bị nhìn dưới góc nhìn thương hại, xót xa theo kiểu như vậy. Thực tế, những gì người ta nhìn thấy chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Phía sau sự ngôn tình của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, biết đâu là đầy vô số dằn vặt, mỏi mệt của mối tình trên lệch tuổi. Phía sau câu chuyện tình yêu ngỡ ngàng của Kiều Minh Tuấn và An Nguy còn cất giấu cả những điều không ai ngờ tới. Showbiz vốn là nơi người ta không thể sống thật với bản thân và sẽ là ngớ ngẩn nếu như đánh giá một câu chuyện mà chúng ta mới nhìn vào bề nổi. Nhưng dù là chiêu trò hay sự thật, là phản bội hay tình cảm chân thành, Cát Phượng có lẽ không bao giờ cần làm kẻ đáng thương. Nếu cần một lý do để ngẩng cao đầu rời khỏi mối tình cùng Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng có, thậm chí là có rất nhiều. Hãy nhớ cô là người được theo đuổi bởi một chàng trai trẻ, chứ không hề là người chủ động tìm kiếm tình yêu từ Kiều Minh Tuấn. Đừng quên, cô vẫn là một ngôi sao vươn lên từ chính khả năng và đạo đức nghề nghiệp của mình. Có thể cô không phải là ngôi sao đình đám nhất, ăn khách nhất, nhưng danh vọng và ánh hào quang của Cát Phượng được tạo ra bằng vai diễn, cống hiến trên màn ảnh, sân khấu, chứ không bao giờ là những chiêu trò. Cuối cùng, cô còn là một bà mẹ đầy kiêu hãnh. Suốt nhiều năm, cô vẫn có thể cho con trai mình một mái ấm đủ đầy, sự che chở và cả tình yêu thương trọn vẹn. Và một bà mẹ tuyệt vời như thế không cần tới ai đó xót thương. Cát Phượng chắc chắn không muốn mình trở thành nạn nhân, thành người đàn bà đáng thương trong câu chuyện tình nào đó. Cũng chẳng có lý do gì để người đàn bà cá tính ấy phải chấp nhận vai diễn không thuộc về mình. Rất nhiều người hâm mộ đang đổ dồn sự chú ý vào Cát Phượng, chờ đợi phản ứng, sự bức xúc hoặc đau khổ của ngôi sao đặc biệt này. Nhưng có lẽ đó không phải là điều Cát Phượng nên làm. Điều cô nên làm là ngẩng cao đầu và bước đi, không cần ngoái lại. Khi mà người đàn ông của mình đã quyết định bộc lộ tình cảm với người con gái khác trước đám đông, Cát Phượng gần như không có nhiều sự lựa chọn nữa. Kiều Minh Tuấn không phải là một đứa trẻ, anh ta là một ngôi sao, một người đàn ông trưởng thành và lý trí. Níu kéo hay hàn gắn chỉ là mơ ước lạc quan của người hâm mộ. Chiến đấu, giành giật, lại người yêu chỉ là cách của những cô gái trẻ thiếu đi lý trí. Còn người đàn bà tới tận giây phút cuối vẫn muốn bên vực, muốn chở che cho người đàn ông từng là của mình như Cát Phượng thì không thể. Hơn ai hết, Cát Phượng cần có một thứ quyết định dứt khoát và mạnh mẽ nhất lúc này. Ngẩng cao đầu bước đi, và nếu có thể, hãy gửi tới Kiều Minh Tuấn một lời chúc phúc, như một món quà cuối cùng cô dành tặng cho người từng là một phần quan trọng của cuộc đời mình. Nhưng điều đó tất nhiên là không dễ, nhưng Cát Phượng chắc chắn có thể làm. Bởi với cô, chúng còn dễ chấp nhận hơn vì trở thành người đàn bà thất bại và tội nghiệp trong mắt đám đông. Cát Phượng bất ngờ lên tiếng, nếu Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy, tôi sẵn sàng chúc phúc. Những ngày vừa qua, tin đồn phim giả tình thật giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy khiến không ít người tò mò, bởi khán giả rất hy vọng vào một đám cưới của chuyện tình chị em cổ tích giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, khi được phóng viên hỏi, dạo gần đây có thông tin cho rằng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã chia tay, bản thân chị cũng đăng những dòng chia sẻ mập mờ, khó hiểu trên mạng xã hội, phải chăng quan hệ rạn nứt của cả hai là sự thật? Không biết giải thích thế nào, nhưng dường như từ trước đến nay, Cát Phượng luôn là người hướng vào tin đồn thì phải. Còn những dòng trạng thái trên mạng tôi chia sẻ cũng rất bình thường, không hiểu sao mọi người suy luận, đồn thổi và rồi đẩy câu chuyện đi quá xa như vậy thôi. Vậy chị có thể một lần nữa khẳng định về mối quan hệ của anh chị hiện tại hay không? Vẫn bình thường, thậm chí trên mức bình thường nữa là khác. Tôi chỉ chia sẻ rằng mọi thứ hiện tại đều yên ổn, không rạn nứt hay đổ vỡ gì cả. Hai người vẫn sống với nhau, công việc và mọi thứ đều vui vẻ. Còn Kiều Minh Tuấn, tôi có thể khẳng định tôi tin tưởng anh ấy đến 100%. Hơn nữa, sống và làm việc chung cùng chục năm, có thể nói chúng tôi quá hiểu rõ Tuấn. Tính anh ấy không phải là người trăng hoa, càng không có chuyện đóng phim chung rồi lại yêu đương với người đó. Bản thân Kiều Minh Tuấn có chia sẻ gì với chị về tin đồn những ngày qua? Tuấn nói với tôi, em nên im lặng đi, đừng lên tiếng. Tôi lại nghĩ nếu mãi im lặng thì thương khán giả quá. Có một cô bé nhắn tin hỏi tôi thế này. Từ đó đến nay, em vốn không tin vào chuyện tình yêu, nhưng nhờ có anh chị mà em đã thực sự tin. Thôi thì ai muốn đồn thổi thế nào cũng được, quan trọng là bản thân anh chị hạnh phúc là được. Trên trang cá nhân, nhiều người cũng hụt hẫng, nuối tiếc cho cuộc tình của mình. Tôi đọc mà rất cảm động. Đó cũng là lý do để tôi buộc phải lên tiếng để trấn an dư luận. Còn về tin đồn mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy trong những ngày gần đây, được cho là một phần khiến tình cảm đổ vỡ. Chị đối diện với điều này như thế nào?
Nếu nói về đồn thổi thì trước đây, khi đóng Em Chưa 18, chẳng phải cũng có tin đồn Tuấn và Katie Nguyễn yêu nhau hay sao? Hơn nữa, thời gian đóng phim chỉ kéo dài tầm 1 tháng. Tình cảm nếu nảy sinh và tiến tới yêu nhau thì quả thật là quá nhanh. Với tôi, phim là phim, cuộc sống là cuộc sống, không có chuyện nhập nhằng giữa hai việc như thế này. Đóng phim điện ảnh, mọi thứ khi phát lên phải đòi hỏi sự chân thực. Muốn có được điều đó thì cả hai diễn viên phải thật sự có tình cảm đẹp với nhau ngoài đời. Tôi thậm chí còn khuyên anh ấy nên chủ động thường xuyên đi cà phê hay xem phim cùng bạn diễn để hai người hiểu nhau hơn, có cảm xúc để nhập vai ăn ý. Chị từng nói là người luôn đặt ra những tình huống xấu nhất. Nếu giả sử An Nguy và Kiều Minh Tuấn có quan hệ thật sự, chị xử lý như thế nào? Nếu điều đó là thật, tôi chỉ biết vui cho họ thôi. Tôi sẵn sàng buông tay anh Tuấn vì thấy họ xứng đôi, thuộc về nhau. Tuy nhiên, nếu Tuấn yêu ai đó mà tôi cảm thấy không xứng đáng với anh ấy, thì tôi sẽ lên tiếng và đấu tranh cho bằng được. Tôi ghen kỳ lắm, không ồn ào như người khác vì tôi sợ mất mặt chính mình, người đối diện và cả người thứ ba. Tôi chỉ muốn ngồi nói chuyện nhẹ nhàng với nhau thôi. Về An Nguy, tôi thấy đó là một cô bé dễ thương, hiền lành. Tôi thấy tôi còn yêu cô bé được ấy chứ. Thế nên nếu có chuyện đó thật sự, tôi sẽ chúc mừng họ. Hiện tại tôi khẳng định anh Tuấn không thể nào yêu An Nguy được. Kiều Minh Tuấn và An Nguy bị tẩy chay, cả giá đắt phải trả khi bất chấp tất cả vì yêu. Trong khi rất nhiều ý kiến vẫn nghiêng về khả năng chuyện tình bất ngờ của Kiều Minh Tuấn An Nguy chỉ là một kịch bản PR không hơn không kém, vẫn có không ít người tin rằng sự thật không đơn giản như vậy, bởi có rất nhiều điều khó lòng giải thích phía sau chuyện tình bão dông này. Nếu là PR, đây sẽ là một chiêu PR ngược. Quả thật, có quá nhiều lý do để làm đám đông tin rằng đây chỉ là một chiêu thức PR cũ mềm. Thứ nhất, việc tin đồn tình cảm được dấy lên ngay tại thời điểm chuẩn bị công chiếu, và kịch bản phim giả tình thật xưa như trái đất này vốn đã quá quen thuộc với khán giả điện ảnh Việt. Thứ hai, chuyện cặp đôi vô tình thổ lộ tình cảm trên kênh truyền thông bảo trợ cho bộ phim họ đóng cũng làm dấy lên mùi của những toan tính sắp đặt kỹ càng. Thứ ba, phản ứng trái chiều và nằm ngoài dự đoán của các Phượng cũng không hề giống với một người đàn bà bị phản bội. Trong khi ai cũng biết, tính cách của các Phượng chưa bao giờ là người phụ nữ dịu dàng, biết kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng quả thật, nếu đây là một đòn PR, cái hại của nó sẽ nhiều hơn so với những cái lợi nhỏ. Kiều Minh Tuấn và An Nguy đều không phải những gương mặt mới trong showbiz, và liệu họ có ngốc nghếch tới mức không hiểu mình đang dấn thân vào rắc rối gì? Những điều khó lý giải trong câu chuyện tình cảm An Nguy - Kiều Minh Tuấn. Phản ứng bức xúc của khán giả trước chuyện tình của cặp đôi này là điều không hề khó đoán. Thói quen ném đá, tẩy chay con giáp thứ 13 đã là truyền thống quen thuộc của cư dân mạng từ trước tới nay. Nếu là một chiêu thức PR, thì có thể kết luận đây là một chiêu PR tồi tệ. Bắt diễn viên đánh đổi hình ảnh, uy tín tích lũy được cả chục năm trời để đổi lấy chút ít sự quan tâm của khán giả ư? Để lấy lại điều gì khi mà trào lưu tẩy chay bộ phim do cặp đôi này đóng đang nở rộ? Kiều Minh Tuấn đang là ngôi sao bảo chứng phòng vé, đang sở hữu hình ảnh soái ca showbiz cực kỳ đẹp đẽ, long lanh. Nếu nói anh đồng ý làm theo kịch bản yêu đương này, một dấu hỏi to tướng sẽ được đặt ra cho khả năng tư duy của Kiều Minh Tuấn. Tương tự, sự thông minh sắc sảo của An Nguy mất tích đâu rồi nếu như cô cố chấp đánh đổi hình ảnh đẹp, thương hiệu quảng cáo được nhiều nhãn hàng ưa thích để lấy một ít quan tâm, trong khi tấm gương bị tẩy chay mạnh mẽ của nhiều sao Việt vẫn còn nguyên vẹn. Những điều khó hiểu trong chuyện tình đặc biệt này còn được kéo dài, từ chuyện phản ứng mập mờ của các Phượng cho tới cách Kiều Minh Tuấn nói nước đôi về tình cảm của anh. Tới giờ này, những người trong showbiz lâu năm nhất chắc hẳn cũng không dám khẳng định bất cứ điều gì về sự thật bởi chúng quá đổi mù mờ. Vở diễn khó thoát vai của cả hai. Vẫn biết cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy đều là những mẫu người cá tính và có phần liều lĩnh trong tình cảm. Nhưng những mâu thuẫn đầy rẫy đặt trong chuyện tình yêu của họ vẫn khiến người ta rất khó lòng tin tưởng. Dù Kiều Minh Tuấn từng bỏ cả thời thanh xuân để yêu một người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi, dù An Nguy từng không ngại ngần dư luận để đến với tình yêu đồng giới, nhưng bỏ cả sự nghiệp, danh tiếng để đến với nhau sau chỉ một thời gian ngắn ngủi vẫn là điều quá khó trong showbiz Việt. Có điều là giả hay là thật thì điều dễ hiểu nhất ở đây vẫn là chuyện họ rất khó thoát ra những vai diễn đặc biệt này. Là thật, hậu quả cả hai phải gánh chịu sẽ nặng nề gấp nhiều lần hiện tại, khi mọi thứ vẫn còn mịt mờ và chưa chắc chắn. Còn nếu chỉ là chiêu trò, e rằng mọi thứ cũng không tốt đẹp hơn là mấy. Phản ứng của đám đông có khi còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần khi biết tình cảm, sự quan tâm và lo lắng của mình bị coi như một trò đùa nhảm nhí để câu view.
đến giờ phút này vẫn chưa có một kịch bản hoàn hảo nào dành cho cặp đôi này để thoát ra khỏi kịch bản rối rắm họ lựa chọn cho mình. Vai diễn này quá khó để kết lại với nụ cười dành cho tất cả.